Xin chào anh chú Úc Bác, em là Hoàng Phương ống nhòm. Hôm nay có ống nhòm nên cho anh em về một cái con hàng ống nhòm anh em hot hit nhất cho anh em nhé. Đây thì em rất vui mừng em về được cứ lượng là 35 chiếc trên bản EK hai bạch vàng. Phiên bản này thì anh em đã đón hàng rất là nhiều rồi cho anh em vậy. Vừa về xong về được 35 chiếc hai vàng em nhá, hàng mới 100%. Phiên bản hai bạch vàng cao cấp nhất của cao nhất của EK anh em nhá. Phiên bản hai vàng này, đến đây mà so hai vàng là bản cao cấp nhất của hai vàng anh em này. Anh em nhá 142. Những Phương về được 35 chiếc, anh em đang chờ hàng thì anh Phương báo em luôn. Đây các bạn này hàng mới, một hộp ra một con hàng mới EK sẽ được bảo hành 2 năm các bác nhá, bảo hành 2 năm. Cập nhật ngày mới nhất là hôm nay là tờ bảo mùng 10 tháng 10 rồi. Mới nhất vừa về hàng các bác nhá, EK hay vàng. Các bác nào đặt hàng các bác inbox cho em sớm nhất, tặng dây đeo của EK này. Một hộp ra thì sẽ có gồm thêm khăn lau của EK, quyển sổ bảo hành của EK các bác nhá. Dây đeo có đầy đủ cho các bạn yên tâm. Ở đây là một con túi đựng của EK, một con hàng mới 100%, vừa cập bến vừa hàng về cho anh em này, rất là ok và hot anh em ạ. Giờ này em Phương đang chịu khó đây ống nhòm nhiều để cho anh em theo dõi qua để các bác chốt đơn các bác nhá. Đây là một con hàng hay vàng hàng mới em Phương đang về lâu này thì giá nó rất ổn giá cũng nhé, không tăng giá được trước đâu. Thì giao lưu cho anh em cuối vụ, anh em nào muốn chơi và một chủ vụ sau vào năm sau, kính là kính LED đỏ đỏ chói các bác nhá, các bác yên tâm cho hàng mới 100% các nhá. Em ơi, chiếc này tổng khoảng hơn 5 củ nhé, để này giá về ok hơn, cực kỳ ngon các bạn. Các bạn đặt hàng con này thì em Phương để cho bác giá là hơn 5 củ một xíu rồi các bác nhá, cực kỳ rẻ luôn các bạn, để về cực kỳ ngon. EK hai bạch vàng 142 340 feet quattro các bác nhá, kính LED đỏ và sẽ đầy đủ các thân ống nhòm cho anh em yên tâm cho các bác. Con hai bạch vàng này thì nó sẽ có tích hợp là chống nước này, phủ kính BK4 này, chống nước 100% này, phủ kính BK4 MC kính đỏ cho anh em yên tâm cho các bác, MC kính đỏ các bác nhé. Các bác cứ yên tâm cho em, nó là một con hàng mới bảo hành 2 năm cho em thưa ông. Khi em gửi đi cho anh em sẽ nhận hàng kiểm tra thoải mái các bác nhé, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác. Nhận hàng kiểm tra ưng ý sản phẩm các thanh giá tiền cho em. Các bác yên tâm cho các bác, hàng mới 100% mà, tại vì anh em này. Các bác của nó cực kỳ trơn tru cho em này các bác nhé. Rất trơn tru, hàng mới mà anh em. Rất ok anh em ạ. ED Quattroup và sẽ có diode chỉnh cận đoạn cho anh em con này. Cận đoạn ok cho các bác. Diode cộng trừ cận đoạn cho anh em. Các bác yên tâm cho các bác, hàng mới. Nói chung em Phương phân phối ra thì hàng cam kết chính 100% tại bên số Hoàng Phương. Tại vì anh em con này vàng này thì anh em không tin, anh em cứ hỏi một số anh em đang sang ong rồi và phản hồi con này có tốt không anh em nhá. 142 340 feet EK. Cô mắt của nó sẽ vùng của nó rất là rộng. Anh em sang ong thì nó dịu mát hơn đấy anh em này. Một cô mắt ra thì nó sẽ là rộng và anh em dễ dàng sang ong hơn các bác nhé. Rất dây cho nó mà ok cho các bác, hàng mới 100% này. Anh em ưng ý, anh em nhận hàng, anh em test hàng, ưng ý sản phẩm, thanh toán tiền thì các bác thanh tiền cho em Phương các bác nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi, bao ship bảo hành 2 năm cho em được không? Nói chung thì hàng mới mà thì các bác có phải yên tâm về chất lượng. Nó không như con hàng nước, hàng cũ thì các bác khó về chất lượng của nó. Nhưng mà hàng mới sẽ được qua kiểm định bên em Phương và bên nhà máy rồi. Nên các bác cứ yên tâm cho em, các bác sang năm này các bác nhá. Mức giá chỉ hơn 5 triệu, tất cả sẽ bao ship bảo hành 2 năm cho em được không? Tại vì em Phương không công khai giá chuẩn, tại vì là một số anh em tức là khách cũ và khách mới bên em thì em Phương lúc nào cũng ưu tiên về mức giá cả tốt nhất thị trường cho em các bác nhá. Rồi thì về giá em về được 35 chiếc. Đặt máy được 35 chiếc anh em bất thở có thể thấy là 1-2 tháng trước làm gì có hàng nó này vàng này anh em. Khó săn về quá. Nhưng đây về rất may về được 35 chiếc về kịp để trả đơn cho anh em nữa. Thì các bác nào mà đang chờ đơn những hàng vàng này của em Phương thì các bác thông cảm chút các bác nhé. Tại vì hàng bây giờ mới về đến nơi thì các bác mà đặt hàng sớm thì các bác gọi cho em Phương sớm nhất, hàng vàng về mới cho anh em, kính ED cao cấp của EK các bác nhá. Các bác đặt hàng liên hệ qua cho em qua số góc trái màn hình 0968889932 và các bạn nào muốn qua cửa hàng sẽ trực tiếp em ở số 3 ngõ 140 Nguyễn Xiển Hà Nội anh em nhá. Anh em nào gọi đặt hàng thì inbox cho em Phương sớm nhất các bác nhá. Cảm ơn anh em xem video của Phương, xin cảm ơn anh em, xin cảm ơn các bác nhiều nhá.